Dạ xin chào khán giả kênh Khương Dừa. Hiện tại Khương Dừa đang có mặt ở xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Bữa giờ thì Khương Dừa bán sầu riêng, rồi măng cụt, rồi bơ. Nhưng mà có nhiều bà con cô bác hỏi Khương Dừa có mít không. Có nhiều bà con cô bác rất là thích ăn mít. Thì bữa nay Khương Dừa mới bán sầu riêng xong, cái Khương Dừa đi về Long Khánh để Khương Dừa giúp đỡ một số hoàn cảnh khó khăn. Cái Khương Dừa ghé nhà một thằng em nó trang trại trồng mít luôn. Đây là mít lá bàng của diễn giả. Đây là mít trái nó bự lắm, mà cái loại mít này là mít của giống của mình đó. Cái trái này nó nhỏ nha, cái trái kia mà nhiều lắm. Đây là mít siêu sớm đó, mít này là rất là ngon luôn nè, ở trên Sài Gòn bán rất là mắc đó. Chắc là Khương Dừa sẽ nhờ bạn dẫn Khương Dừa đi tham quan, rồi Khương Dừa coi có chỉ có già không, Khương Dừa cắt chừng mấy chục ký, trăm ký gì cho anh Khương Dừa bán cho bà con cô bác nha. Đây cái vườn nó dốc quá. Đây là quý vị giá. Cái mít lá vàng. Ôi ôi. Cái này á thì một người chắc không mua một trái ăn không hết đâu. Cái này mình phải bán ra, mình sẽ làm 4 5 5 người chia ra. Còn cái mít siêu sớm hồi nãy thì mình mỗi người mua một trái ăn cũng được. Trời ơi. Bữa nay lạc vô xứ sở mít luôn quý vị. Đây là mít siêu sớm nè. Đó, mít siêu sớm cái lá nó nhỏ, trái cũng nhỏ luôn quý vị. Còn cái mít lá vàng trái nó chà bá lửa thiệt, ghê thiệt chứ. Này sao Khương Dừa khiêng nổi trời. Trời ơi. Anh đang đứng ở trên tấm hình luôn. Hai á, dễ thương á. Hai ba. Rồi. Trời ơi đã thiệt chứ. Nè, nãy giờ nó đi nó hái à. Già lắm rồi quý anh chị. Nói chung ở trên Sài Gòn bà con mình cũng rất là thích ăn mít, nhưng mà sợ mít người ta lại bơm thuốc tiêm thuốc á. Chắc Hương Dừa cũng sẽ đặt mua chừng trăm trái gì đó, hoặc là mấy chục trái thôi. Rồi cái Hương Dừa trở lên để chín tự nhiên. Tuyệt đối là mình không có cho làm đụng chạm gì với mít. Nếu mà nó chín ngon thì ăn ngon, miễn dở thì mình bù lại cho khách. Chứ bơm thuốc thì mình cũng thèm mít nữa, mình cũng thích ăn mít nữa, nhưng mình không thích, không muốn, không dám mua ở ngoài nè. Đó, trời ơi đã quý vậy. Ôi này già hết hả Xuyên? Xuyên ơi, già hết hả em? Dạ, già hết em. Đây là hai chủ vườn nè, con bé dễ thương đó. Đây mít bàn, mít lá bàn ha em. Dạ. Này trồng lâu chưa? Đây xin giới thiệu quý giả nhỏ em gái Xuyên. Bảo Xuyên. Kim Xuyên. Kim Xuyên hả? Chứ không phải Bảo Xuyên ơi, kiếp này mình không duyên không nợ hả? Dạ. Thì xin hẹn lại kiếp lại xin. Đó thằng chồng đó. Dạ. Phú. Ở nhà tên Phú còn đi học tên Đại. Đúng rồi. Phải không? Phải không? Dạ đúng. Đúng rồi. Không, ở nhà nó tên Phú nhưng nó đi học thì bạn bè kêu nó là Phú tên Đại. À, kế bên nó có vườn sầu riêng nữa nha quý giả. Để Khương Dừa coi cái sầu riêng của thằng em, của đi sáo của thằng em coi nó ngon hơn sầu riêng ở quê của Khương Dừa không. Cái này bí rợ. Đúng. Đó, thơm, chín rụng vô tại chỗ luôn. Cái này em mua giống cây ở đâu? Em mua lúc ba mua ở dưới Bến Tre á. Mua Bến Tre không? Dạ. Đúng rồi, xứ sở Bến Tre là xứ cây giống mà. Dạ, tới đó mua. Bây giờ nếu mà sầu riêng ngon với mít ngon thì em phải bán cho anh. Nếu không bán cho anh thì anh sẽ nói bà con dưới không bán cây giống cho em. Em không có trồng được, em cũng không bán được. Bây giờ đi theo mà Ngọc. Đây có bạn Tú nữa. Hôm nay đi với Khương Dừa có bạn Tú với bạn Trang đang quay cho Khương Dừa. Còn thằng bé Ngọc bữa lên chỗ của bán sầu riêng Khương Dừa chơi quý vị. Còn trước là bạn Tí. Để là mít chín Tí. Tôi dẫn anh đi bẻ một trái mít chín ăn tại vườn coi. Đã thiệt chứ. Cái này mà thực sự Khương Dừa mà có thời gian, Khương Dừa tổ chức một cái tour mà dẫn bà con cô bác đi vô vườn đi tham quan, chụp hình rồi mình ăn trái cây tại chỗ là thôi hết bài. Xong mình có gà thả vườn đó hả Xuyên? Dạ. Cái trưa mình nấu cháo rồi ha. Dạ. Ăn ngồi dưới gốc sầu riêng ăn luôn. Tới mùa đào dế ăn nữa. Có dế nữa hả? Đâu 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 đâu, chín vô nên cắt cho. Để anh cắt cho. Anh cắt hả? Để anh cắt cho. Dạ, được không? Được. Rồi đây. Trời ơi. Đó, chết đâu đó. Đây là bạn Tí. Đây đó hả? Đây đó. Đây. Thử nha, cái mít này nó nghe bụp bụp. Đó. Cái này mới chín nè, chưa chín lắm. Thơm luôn, hồi anh hỏi thơm luôn. Thơm quá. Ăn rất là ngon. Biết rồi, ăn rất là ngon chứ. Đó. Đó. Rồi. Đã không? Khui luôn, khuôn luôn tí. Tại góc luôn. Lấy cái đùi nó đi, nó đụng cho đầu. Này là anh Trí, còn tên thiệt là Hàng Mặt Tử á. Anh Trí ơi, từ đây anh không còn sợ cô đơn. Khui khui tí. Em sẽ. Em sẽ luôn hả?
Đã quá ha. Còn nhiều không Sương gì Xuyên? Còn nhiều hả? Em nguyên vườn kia luôn. Nguyên vườn luôn hả? Lát lát anh coi thử coi được. Trời ơi nó ngon. Cái núi bự quá ha. Núi bự. Cái này đặc luôn á. Ủa cái này nó không có sơ luôn trời. Sơ ít á. Tại muối nhiều quá. Ừ. Trời ơi. Này chắc ở nhà ở đây chắc ngán hết hả? Đâu ăn nổi hả? Không nổi luôn. Hái rồi là em ngán rồi. Vậy hả? Nghe mùi không xỉu không? Chiều sớm. Chiều sớm. Rảy rảy cho Hoài Linh bên sát bên đây nè. Vậy hả? Nghe đu em. Cách cái đanh á. Ủa gì? Ủa vậy Hoài Linh cũng làm rảy nữa hả? Dạ. Không phải là không phải làm lẫy mà là làm lẫy mua vườn về, mua gì vậy hả? Đây lấy cái lá để mình lấy lá sầu riêng mình chùi hốt nắm sầu riêng mình chùi đó chùi mũ anh tí trời ngon quá quý vị. Đã không mà sao à bẻ dài vậy nè Xuyên? Dạ. Sao bẻ nó gần chín vậy nè? Hoặc là nó chưa có chín nhưng mà nó già hực gì nè. Nó già. Em cắt rồi cắt già. Vậy hả? Cắt già nó mới xong cái lên mình để 2 3 ngày nó chín. Dạ đúng rồi. Anh đi xuống dưới đây lấy lên là chín luôn á. Vậy hả? Rồi phải có anh này nè, xuống anh nhìn cái tí nó cắt hả? Dạ nó như thế nào là xuống cắt. Ngon dở là do nó phải không? Dạ. Đây. Một miếng mời chủ vườn. Nè. Ăn tí. Chị ăn đi chị. Nè. Anh ăn đi. Ăn đi. Quay đi. Đây, cái xơ nó bự chà bá lửa luôn. Dạ mà quý vị ăn giải à. Này em trồng mấy năm Xuyên? Dạ trồng 5 năm rồi. Vườn mình có mít với sầu riêng hả? Dạ mít sầu riêng. Có thứ ít ít à. Bữa giờ không vừa đi về quê kêu vừa kiếm vườn mít mà không ở dưới không có. Có trái còn mít ngày xưa của mình là phải 3 năm. Ừ. Cái mít này 5 rưỡi có trái mà nó trái nhiều nữa. Ngon không? Ừ, chín vậy là vừa ăn luôn. Dạ. Mít thì ngon. Nếu để ngày mai thì nó mềm mềm. Ừ, ngon. Ngon. Phải vừa chín tới vậy là ngon. Ừ. Vậy nó sực sực ngon. Để mới ngon nè, nó ngon ngon, ừ. Nó mới ngon. Thơm anh ha. Thơm quá. Thôi mà siêu thích ăn mít luôn. Ừ, cho Trang miếng nè. Hồi xíu Trang xong ha. Cái này chín cây. Chín cây. Nó ngọt ở chỗ này. Ừ. Tí này lên sống rồi. Còn chín cắt qua cái. Anh để 3 ngày không cần thuốc thang hết đó. Sẽ ngọt gắt hơn. Gắt hơn hả? Gắt hơn. Vợ cho anh tí nha. Ăn cắt cuốn cây là 30 trở về nha. 3 ngày thôi ngọt. Vậy hả? Ngọt gắt hơn cái này. Đang mùa luôn ha. Dạ. Bữa giờ đồng bữa giờ em bán nhiều chưa? Cứ 3 ngày gắt lần. Có một lần. Tại vì cắt hàng già, không phải đi hàng Trung Quốc, nếu đi hàng Trung Quốc thì 10 ngày 15 ngày mới cắt một lần. À. Chứ không vừa. Người ta lấy như em cắt xuống cái là ta tới người ta lấy luôn, đâu cần ủ thuốc ủ gì đâu, nó tự chín tự nhiên nó ngọt gắt hơn cái này nha. Cái này là tại vì mình để chín cây nước nó lên rồi. Ừ. Dạ. Có nước không? Cắt xuống là cắt nước đúng không? Dạ dạ dạ. Mình ngắt nước nó đi thì nó ngon hơn. Ngon quá. Cái này biết sao quý vị, tại vì mấy đợt trước thằng bạn Khương Dừa nó dẫn Khương Dừa xuống đây để đi giúp đỡ một què dòng cảnh. Bữa nay Khương Dừa nhận được một số tiền, cái Khương Dừa có thời gian Khương Dừa đi xuống đây Khương Dừa trao. Mà hai đứa em này thì cũng biết cũng lâu rồi mà cũng chưa xuống nhà chơi, cũng chưa có biết nó có cái vườn như vậy. Thì ra bữa giờ nó về đây nó lập nghiệp, nó làm cái vườn quá trời luôn trời. Mình sẵn đang bán trái cây chắc không vừa coi mít trước. Ừ, nó sầu riêng rồi. Anh tí hồi em cắt trái bàn cho anh luôn nha. Nó bàn hả? Dạ. Cắt ăn thử luôn. Chín luôn hả? Dạ chín luôn. Chín cây luôn hả? Đó luôn. Anh tới. Anh tới. Tí hồi cắt một trái lá bàn coi chín chưa? Có rồi. Cắt đi giờ đi. Đó, lên cái mình cắt tại chỗ cho dạ. Này ăn sơ luôn đúng không? Cái này bỏ không có nhiều. Giới thiệu chị hả? Ủa tính ra ăn này bỏ xuống sườn riêng nhiều quá. Ừ. Chưa có ai luôn. Con một thượng hết luôn. Sợ tí tí không nhớ. Em nhớ, em nhớ để em cho. Ai cần liên lạc với em. Nhưng mà kêu cũng bắt không hoài lắm. Ừ.
là phải mà. Không, liên lạc chồng em mà cho xuống thoại. Nhưng mà phải biết cái vườn nhà của mình nuôi con giáp. Rồi mình mua. Mình mua phải cắt chuyển lên cho mình y như vậy. Nói là không có sợ ba lái này kia người ta sẽ làm này kia mình không biết. Mà để bán cho mình thì à, bán cho anh á là cắt xong. Cái nếu như ít thì gửi xe anh lên nhiều anh xuống anh chở. Để y như vậy rồi chính tự nhiên tại bà con cô bác muốn ăn chính tự nhiên. Và họ không có gấp lắm. Rồi. Cái này là phải uy tín bà con cô bác thương tin tưởng ta mới mua chứ. Tại nó ngon. Ừ, đã. Cái này hết làm vườn luôn á. Nổi tiếng rồi mà anh tí rồi. Nổi tiếng luôn. Vị ơi, này là anh Phương về sắp rồi. Hết làm vườn luôn rồi. Ủa anh Hoài Linh có thường về đây không? Có về thường 10 ngày trước á. Dạ hả? Có gặp ảnh không? Bữa đó em mệt quá em ngủ mà gọi em ra không được. Ủa anh gọi em luôn hả? Chú Hoài Linh tới bên vườn. Chú Hoài Linh về có tiện trước một ngày. Chú có vườn. Dạ hả? Anh Hoàng có nói. Chú có vườn đi mà. Bữa đó như thức hứa chú rồi. Tội ghê. Ừ. Không có duyên bữa đó. Ừ. Bữa đó em đi giao hàng về khuya quá. 11 rưỡi đêm đi. Ừ. Tới 12 trưa mới về. Em ngủ thì tới 2 giờ gọi. Vườn ảnh thì trồng gì vậy? Dạ sầu riêng. Sầu riêng luôn hả? Dạ. Có mít không? Có mấy cái mít mà không phải mít này, mít Dương Linh. Dương Linh hả? Dạ. Là loại khác nữa hả? Dạ là mít này. Cơm nó vậy luôn nè. Giờ để đây hả? Giờ để đây lát mình qua vòng lại lấy hả? Lát mình cầm lên còn đi xuống dưới lát mình. Để lên cây đi chó ăn sao? Bỏ một cây. Bỏ giống trò nè. Ngon, lát hương dừa sẽ ở đây ăn chưa không, hương dừa sẽ ăn mít tiếp. Con cây sầu riêng mà có mít kìa. Ngồi. Ngồi. Rồi. Rồi. Này cầm theo cái mình ăn. Ngon thiệt. Coi vào khẩu vị mỗi người á chị ơi. Ăn ngọt ăn ngọt không? Đi đường nào? Ở trong bưởi nữa ha. Dạ. Trong bưởi nữa hả? Dạ. Ừ. Chính ra ở đây cũng là xứ sở trái cây á quý vị. Ở đây trồng cây trái cũng nổi tiếng á. Sầu riêng, măng cụt rồi chôm chôm. Mít. Tính ra trồng nó cũng tốt, nó ăn cũng giống ở dưới quê anh cũng nó thổ nhưỡng này nó cũng tốt ha. Ừ. Ngon quá vậy. Dạ hả? Đây. Chín không? Chín không? Thử coi. Cái này cơm vàng được luôn rồi đó. Vàng được luôn hả? Con chó chạy heo cưng không? Thử coi. Có cơ chín tại chỗ không? Trời ơi. Cái mít này phải bán 4-5 người mua mà. Chẻ ra. Mít ra bàn mà rẻ hơn mít tha mít siêu sớm như quý nhân vậy. Mít siêu sớm có thời điểm lên cả 100.000 ký luôn á. Ủa cái này sắp chín sơ luôn á tí. Để đó chín á. Ồ. Có cây mít chín rồi bà quý nhân vậy. Để anh cắt đi tí. Cắt đi tí. Rồi cái này sắp chín luôn rồi nè. Này siêu sớm à. Cái này siêu sớm này cũng già nè. Cắt này luôn ha. Để anh cắt cho. Phái cắt cơ. Thổ cắt dao. À, vậy luôn hả? Ừ. Ú. Trời ơi. Nặng ghê chứ. Cái mít là 25 kg nè. Trời ơi, dữ vậy chứ. Coi chừng lăn cù. Còn mít chín đụng cùng vườn nè quý vị vậy. Không ăn. Trời ơi. Ghê ghê thiệt chứ. Thở không. Thôi. Ừ. Xuống đây khui, xuống đi khui thử coi. Đây. Trời ơi. Khui tí. Mua luôn ha. Khui tí. Ờ quay đi. Đây. Này là chín cây luôn nè quý vị dạ. Nhưng mà mít để chín cây nhiều quá nó không để nó chết cây. Chín cây nhiều quá nó chết cây. Nó phải già là người ta cắt.
trái chín không ngon à. Không ngon hả? Không ngon mấy à, không ngon mấy trái kia rồi. Sao ạ? Ủa cơm nó vàng vậy ngon vậy hả? Ừ. Nhưng mà cái này thì nó sơ nhiều hơn ha. Sơ nhiều. Sơ nhiều. Cơm vàng. Ngon ngon, chú vô ngon. Thử 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 hai muối coi. Cái này nó ráo hơn, nó sơ ít hơn. Đây, mũ nhiều, tại nó mới chín mà. Cái này nó vàng thật hơn nè. Nó là vàng đỏ luôn, cái này là vàng nghệ. Một cái giống như hồi xưa mình nói là mít nghệ với mít lại nghệ mít, hả? Mít, mít dừa hả? Mít dừa ha. À, mít dừa không? Dạ, nó giống như vậy đó ha. Ừ. Cái vị nó y hệt vậy đó. Nó chua chua ngọt ngọt. Cái loại mít này thì nó sẽ không ngọt bằng. Nó không ngọt bằng mít siêu sớm mà quý vị dạ. Nó cũng sực sực vậy. Giòn. Giòn. Ừ, sao mình không, nó tính ra mình không trồng mít siêu sớm mình bán. Thương. Hả? Nó chín cây á. Chứ anh cắt nó xuống anh để 3 ngày á. Là nó ráo mũ rồi ha. Ngon lắm. Cái vị đã hơn nhiều. Cái chín vú. Ừ. Chín vú hả? Ừ, chín vú ngon hơn. Chín vú lần hả? Ghê vậy. Là mình ủ á. À. Đã xuống á. Cái này để chắc mai nó sẽ ráo mũ à, nó chảy hết mũ nó ráo lại à. Không, chín cây mũ nhiều lắm, chín vú ít mũ. Ngon quá. Ê. Không, vậy mới tính ra đúng là nó mắc hơn phải rồi. Đúng là mít siêu sớm nó mắc hơn. Đó. Anh nghĩ cái này những cô chú bị đường cao á ăn được. Tại nó không ngọt bằng. Cái này nó ngọt hơn. Không. Này nó ngọt hơn. Ừ, cái này ngon ngọt hơn nhiều. Em xuống em kiếm cho trái mít mặt quỷ chín nó ghê hơn nữa. Mít gì? Mít mặt quỷ chưa? Mít mặt quỷ. Chưa. Đây nè, dưới đây nè. Để dạ xuống coi luôn. Nhà được có 2 3 cây. Ủa kỳ vậy? Nó dài vậy nè. Ngộ vậy? Cơm nó giống vậy nè. Cái cục nó đội bự vậy nè. Ủa lần đầu tiên thay nghe luôn á. Thử coi. Thử coi luôn, thẳng cho coi. Để đó hả? Thưa tí nó em cắt thù riêng luôn quá. Chú không cắt thù riêng. Cắt thù riêng bán hả? Thù riêng Thái hả? Dường này dường Thái hả? Đi cắt hết rồi nè. Ồ. Thái nè. Còn lại Thái hả? Dạ. Thái còn khoảng 10 tấn á. Ghê vậy? Dạ. Thù riêng Thái còn 10 tấn luôn hả? Còn có 10 tấn Thái nữa sao không hết vườn á. Nhưng mà Thái thì nó chín lâu hơn phải không? Dạ. Cắt phải để 7-8 ngày nó mới chín không? Đúng. Với lại nếu mà không, anh nghe nói là nếu mà đa số người ta đều được xử lý thuốc, nếu không xử lý thuốc nó chín không có đều, nó sẽ dễ bị hư. Anh biết sao chín người ta xử lý thuốc không? Sao? Người ta cắt là người ta cắt tuổi nó còn yếu. Vậy hả? Còn cái hàng em nói cái hàng em tí hồi nãy nếu có sầu riêng Thái giờ nó mắc hơn sầu riêng Sáu không? Mắc hơn chứ, sầu riêng Thái mắc hơn. Mắc hơn xíu hả? Dạ. Sao ta? Thái nào cũng cao hơn đi 6 là khoảng 10 tới 15 giá. Ủa bữa giờ anh bán sầu riêng đi 6 không? Giờ anh bán sầu riêng Thái được không ta? Được thái gì nè, em nói Thái già nè, em rút cây em hết rồi nè, thấy không, rủ rủ lá em hết rồi nè. Ờ. Để kiếm cái cọng dây đó. Sao? Thái thả xuống dưới, Thái lớp nó té cả 4 luôn á. Cái gì? Trái mít. Này thái hả? Thái. Thái trái nó suông suông hả, mỏng thon kêu bằng mỏng thon á. Mỏng thon. Nó không có tròn như ri sáo ha. Dạ. Nhưng mà tính ra dạ vườn em vậy là tròn rồi đó. Ờ vườn em là đẹp rồi. Vườn sầu riêng em vậy là đẹp rồi. Em lo em cắt chứ để nó. Tại nó kêu mỏng thon nguyên dạ cái đuôi nó thon thon. Còn ri sáo là nó nhiều khi nó tròn. Cái cây ra sâu, năm sau rút kinh nghiệm, những cây ra sâu trúng lắm. Vậy hả? Những cây ra sâu. Cái này em xử lý hả? Là tự ra. Tự luôn. Em giật bông bỏ nha, cho phải xử lý nha, em giật bông bỏ. Nhưng mà những cây ra sâu nó lại nhìn thấy nó đạt hơn những cây ra đầu. Ôi. Vậy là vườn em có nhiều đợt luôn á. Dạ. Rồi đợt sau lấy bán được á ta. Cái này nó hư à? Hư hết chín nè. Nấm hư à? Nấm nè. Ừ. Bị nấm à. Tại cái vườn của em nó ở đây nó hơi khít. Dạ, trồng hơi dày. Trồng hơi dày, nó trồng xa xa lên xíu. Thì nó sẽ có cái ánh sáng nó lọt vô nó sẽ cho giúp trái sầu riêng nó có màu tươi hơn. Đâu đâu sầu riêng một quỷ đâu em? Ủa bút mít quỷ. Cái này là lá bàng luôn nè. Lá bàng. Đó em định cưa hết cái khúc lá bàng này. Vậy hả? Trồng cái gì trong sầu riêng hả? Như tính ra mít lá bàng nó nhìn thấy muối luôn á. Nè. Nó u u cục cục á. Đây để đây đi. Mấy giờ nữa còn sầu riêng nữa muốn trồng lại mít số nữ á.
Mít tú nữ cũng ngon lắm nha. Mít tú nữ giờ có giá lắm nha. Tại vì em có sầu riêng rồi em nên trồng thêm tú nữ đi. Dạ. Mít tú nữ để có nhiều thức bán nó ngon hơn. Đó mít cục quỷ nè. Trời ơi. Cái mít lạ vậy? Đó. Nó xấu lắm nhưng mà ăn. Ủa. Này mít rừng, giống mít rừng hả? Mít thường thì thưa á. Mít thường hả? Nhà em còn lại được có 2 cây à. Nó chín luôn hả? Dạ, nó già, nó già tới thôi chứ nó chưa có chín. Còn cái trái đen đó là chín hả? Trái đen nó muối luôn rồi, chín luôn. Muối cây rồi. Không ăn hả? Không. Rồi. Trái mít này nó nhìn, nhìn giống mấy cục bú á. Dạ, mít ra mặt quỷ mà. Rồi. Mặt quỷ. Mặt quỷ hả? Dạ. Chín hả? Kiến không à. Kiến hả? Trời em trước khi em leo kiến thì em phải tụt quần bỏ xuống cho cắn tụt quần á. Thiệt. Ủa nghe có bịch luôn à, bụp bụp luôn à. Từ từ anh Tý ơi. Được 2 cây. Buông xuống luôn hả? Xuống luôn. Thả xuống luôn hả? Không, còn dây thả xuống. À. Gỉ không? Gỉ không? Em tự gỉ luôn hả? Tự gỉ. Rồi. Tí này chắc tối ngày nó ở trên đồi cây không thôi. Ở trên đồi cây nhiều hơn ở dưới đất à. Tú xuống đây là Tú có lò mít này ngon này, Tú. Nè Tú. Đi. Thiệt đây nè. Mít này chín ngon. Không phải. Ừ. Nè chín cây ngon nè. Rồi sao? Đâu anh? Mít gì? Nè. Trời ơi. Uổng vậy nó dập hết sao? Đâu mít đâu. Nè. Chín cây ngon ghê nè. Tụt quần ra anh, tụt quần. Phụ tụt quần nó ra cắn đi, kiến cắn trong chỗ hiểm không mà. Thiệt, kiến nó cắn ở trong không mà. Tụt quần ra bắt luôn. Trời ơi. Kiến vàng hả? Kiến gì ạ? Kiến gì ạ? Tụi quần kiến nhỏ không à. Nó gây ra một cái tội tài đình luôn á. Tao chưa có quen ai cho con ngọt nữa. Tai mít không mũ mà nè, hái sầu riêng á thì là cái tai chảy máu, còn hái mít thì thường thường mũ mà. Nhưng mà cái này mình sẽ lấy vô lửa vô hôi á, mình chà ra. Hồi lấy lá mít mình chà cũng được. Thứ hai là mình sẽ lấy dầu ăn đó quý vị, dầu ăn mình chà nó cũng ra nè. Đó, chà đi. Đó. Chà nè. Nhưng nó ra phải lấy dầu lửa mới được. Cái này hái nhiều phải hái dầu lửa. Lấy tí hồi lấy gì nó dầu ăn á. Dầu ăn thì dầu ăn cũng được. Dạ. Trời ơi, cái mít kìa quý vị. Ồ cái này mà chín nó ăn mới lạ ha. Anh dám không nổi luôn á. Thôi nó gãy ra luôn kìa em. Giờ dụng dao nó không biết luôn trời. Đây nè anh cắt xách lên nè. Thôi. Cái vỏ nó chắc nó mỏng lắm ha. Cái mít mặt quỷ đó. Ồ cái này chắc nó tự mọc cho ai chồng hả? Hồi xưa ông già em chồng á. Đúng hả? Già mới giống cho chồng từ trên dưới luôn mà chết hết cho sống 2 cây à. Nhưng mà cái này có bán cho người ta được không? Dạ được. Trời ơi, em nói anh là mấy người Cẩm Tân người ta thích lắm nè. Hả? Ngoài khúc ngoài Cẩm Tân ngoài làng dạ người ta thích ăn lắm. Muối ăn lắm cái này hả? Muối dày lắm. Muối nó dày vậy nè. Cái này bán anh đi để lên anh giới thiệu bà con mấy ngày mới chín? 3 ngày á, anh để phải 3 ngày. 3 ngày hả? Vậy là nay thứ 6 còn thứ 2 là bán được hả? Thứ 2 sẽ mời bà con. Trái này anh riêng Khương tặng cho anh Khương chứ mấy ngày lên bán cho lên thử cho bà con. Vậy hả? Ăn rồi mốt về đây. Mốt nó chắc phải chừng 6-7 tháng nữa. Cái mặt quỷ này dành cho những người mà bị mắc bệnh tiểu đường ăn. Wow. Nó lạc lạc hả? Nó không có ngọt bằng cái mít siêu sớm. À. Như cái muối nó dày vậy nè anh Khương. Dày anh ăn có 5 muối thôi là anh no luôn. Mấy người vậy hả? Vô lại em hái cho không á? Đâu có ăn đâu. Hái cho mấy người đó. Rồi đây, ở vườn này mít gì cũng có hết. Dạ. Nhưng mà có loại mít ở dưới anh kia không có trồng. Mít mặt quỷ. Không. Ở dưới miền Tây có loại mít không hộp nữa. Mày móc xuống dưới mua. Có không hộp nữa, có loại mít kia nữa. Có mít đắp á. Anh nói vậy cái ngọc mất cỡ kỳ, tự nhiên mất cỡ rồi. Thôi này xiên giờ giác vô lấy xe chở vô hả? Rồi cái mít kìa quý vị, từ đầu tiên từ nhỏ lớn Khương vừa mới thấy cho lò cái mít này luôn á. Chuối nữa hả? Chuối đâu? Trời nhiều loại như vậy. Chuối
Vậy hả? Xíu qua vườn kia luôn đi. Chuối chú già hả? Chú câu, chú già. Ôi ơi, đã vậy? Vậy cắt chuối luôn đi. Chà bột đó, hái chặt hoài chà bột cho luôn. Cái gì? Ủa, chuối chà bột, nó có hoài bự lắm. Gì chuối chà bột là gì? Trên này trên đây lắc lên luôn, giờ đi đâu tới luôn. Trời. Sợ sen thương trộn. Này đi chung mánh ta. Em có bên vườn em có cây sâu bơ chê ăn cả nhà. Vậy luôn hả? Có nguyên cây sâu bơ chê bự luôn. Sao cái quần gì cũng có vậy? Dạ. Chị có không có tiền thôi chứ cái gì cũng có. Trời ơi, cái vườn đã rồi. Bữa giờ là biết hai đứa em nó chứ chưa có xuống vườn, vườn đâu có biết đâu quý vị dạ. Đâu có biết vườn nữa. Ờ, thích thiệt chứ. Ờ, nhưng bữa nay em trồng vậy sao nó lên nổi, em lấy bo hả? Đâu có đâu, em cưa bỏ đó. Nó lên cao quá rồi nó làm rập sầu riêng em nè. Em cưa bỏ hết. Chứ cái này đâu có lấy được, phải bứng gốc nó luôn. Trời ơi. Có trà còn trái không anh Tết? Trái mini đợt 2 á. Thu quá rồi. Đã trời. Em cưa hết mấy nhánh em bỏ nó nè anh Khương thấy không? Ờ. Nói ra nói là nó nổ cây xong có chơi mấy tạ. Nhiều lắm. Có trái là mấy tạ hả? Trái nó bự vậy không mà, chứ không phải vậy đâu, bự vậy nè. Ăn trái là no. Bự. Bây giờ không có nói thì không ai tin. Ồ, cái cây này mà cái cây này mà trồng ở trong vườn đất đã thôi. Trồng ở trong kiểu nhà vườn á, gần nhà. Nó mát. Còn được 2 nè. 3 trái 1 ký. Ghê vậy? Ờ. 3 trái là đúng 1 ký luôn á. Này sứ sứ này sứ bom đạn hay sao mà cái gì nó cũng bự cái nó. Hơn. Anh nhìn mấy cái mít là biết. Rồi, cây dừa tại vì nào có trái là em có vợ. Gì vậy? Anh thua đi. 4 năm rồi. Dừa không? Cái dừa đó thì nó bị con gì đục không à mà sao không chết không chết. Có chụp có hoài luôn. Không biết bệnh. Nó chứ em trồng lâu lắm rồi á. Ôi này em trồng này lâu à, mấy năm nữa à? 4 năm rồi. Đúng rồi, này nó mới lên mà. Nhưng mà nó bị cái con gì nó tàn ăn cái lỗ không à. Bị đun dừa. Bị đun á. Nhưng mà cái này nó cũng mạnh, nó không chết, nó không sao á. Nó khỏe lại nè, bữa sụp vô, sụp vô á. Biết sao không? Tại nó rập quá, với lại do em cái loại giống dừa. Yeah. Em lấy cái loại giống nào á? Dừa này em biết kêu dừa gì không? Dừa gì? Dừa mà uống nó thơm mùi dứa á. Dừa lá dứa hả? Dừa dứa. Xuống đập mẹ, đập mẹ bung ra. Nó nói cái trộn dừa lá dứa hả? Dừa dứa á, mà tại vì trồng chúng em ta quay bự nồi luôn em. Không đó em bị rập quá, em phải trồng thưa ngoài nắng. Thưa ra ngoài nắng thôi. Ờ. Vì để em cưa cái mít để mang cái đó. Nó bị rập quá. Chỗ ở đây đây trái mít hồi nãy mình cắt rồi quý vị. Bây giờ cầm hai miếng mít cho sớm là mít này bỏ lại luôn. Lá này lát chơi chở lấy xe chở vô à. Dạ. Giờ lấy phụ chiên cá trên đầu đi kìa. Trời ơi đã quá. Còn vườn gì nữa không? Còn vườn gì nữa Phú? Sầu riêng đâu? Đi cắt sầu riêng đi. Sầu riêng đâu? Rồi, vậy mình phải chia ra 2-3 clip đi. Để giới thiệu quý khán giả. Chứ dài quá quý khán giả sẽ coi sẽ mất thời gian. Nói rồi bữa nay là vô xứ sở trái cây. Ở dưới Khương Dừa là cái quê là quê trái cây. Nhưng mà lên đây cũng không thua gì. Tại vì ở đây đất rộng hơn nữa. Trồng nhiều hơn nữa. Ở dưới Khương là Khương Dừa là chỉ có 2-3 công, 5 công. Ở đây là bao nhiêu công xin? Ở đây em bao được bao nhiêu công? Bao nhiêu công anh? 2 mẫu mấy á. Trời ơi đó, ở dưới Khương Dừa là đâu có vườn nào mà 2 mẫu mấy. Đâu có 2 mẫu mấy là khúc này thôi á. Đó. Nhiều đất vậy? Dạ. Tại đất ơi. 2 mẫu nữa anh có mua đất không anh giới thiệu. Đây nhiêu công? Bán luôn. Nhiêu công? Dạ. Đây nhiêu công? Ở đây hả? 1 tỷ á. 1 công là 1.000 mét vuông phải không? Dạ. Sao có 600 mét à. Em đâu có sào ngàn chứ. Vậy hả? Em sào ngoài Bắc hình như có 600 mét à. Em biết em ở đây trong Nam. Bây giờ sào một sào kiểu là giờ một sào 1 tỷ. 1 tỷ luôn hả? Dạ. Vậy là cũng đắt chứ bộ. Đất trên đây cao lắm. Vậy tính ra em bán nhiêu đây em cũng được 20 mấy tỷ rồi. Đâu có bán để làm á. Ủa vậy hả? Em bán. Trời ơi, nó giàu không mình, chứ. Nó giàu không mình thôi. Rồi giờ đi xé lên đây lại thôi cho nó đỡ dốc. Lên trên này là có quầy chứa bộ luôn. Ủng hộ ai cũng vậy, ủng hộ. Thôi. Ủng hộ tụi em nha. Ờ. Dạ thôi vậy Khương Dừa xin cảm ơn quý khán giả rất là nhiều nha. Khương Dừa mới còn phải chứa cho bột cho anh nữa kìa. Phải chia ở đây đi rồi. Để cho khán giả dài quá. Cảm ơn quý khán giả rất là nhiều. Nói chung là đi vườn nó đi chắc đi cả ngày cũng hết nữa. Có nhiều loại trái cây quá nhưng mình rất thích. Mình là thích ăn trái cây. Hôm nay mới về đúng cái vườn mà nó rộng hơn cái vườn trên mình nó dữ thiệt chứ. Dạ rồi cảm ơn quý khán giả rất nhiều nha. Bây giờ Khương Dừa sẽ đi hái một quả chuối với lại đi cắt sầu riêng coi sầu riêng của bạn Phú với bạn Xuyên có ngon hơn sầu riêng ở trên Khương Dừa không. Nếu mà ngon thì Khương Dừa cũng
tuyển chọn ít hàng ngon ngon về Khương Dừa thứ hai, Khương Dừa thứ ba về Khương Dừa bán cho bà con cô bác. Còn mít thì chắc chắn Khương Dừa sẽ mua rồi, tại mít rất là ngon luôn. Khương Dừa sẽ cắt khoảng 100-200 kg gì đó để lên thứ hai thứ ba gì bán, Khương Dừa chưa biết nữa, để Khương Dừa coi cái lịch nó trùng nữa với lịch ghi hình. Dạ cảm ơn quý giả rất nhiều nha, chào tạm biệt quý giả, hẹn gặp lại quý giả trong một video tiếp theo, bye bye.